Đức Phật nói, bất cứ thứ gì bạn có, đừng có nó, hãy để nó ở đó, nhưng đừng làm cho nó trở thành của bạn. Cơn lũ của dục vọng, chìm đắm trong cảnh sắc, trong thinh âm, trong mùi vị, trong khoái lạc nhục dục. Chìm đắm bởi vì chúng ta chỉ nhìn vào bên ngoài mà không nhìn vào trong. Người ta không nhìn thấy chính mình mà chỉ lo nhìn những người khác. Mọi người khác họ đều có thể thấy, nhưng chính họ thì không. Nhưng có gì khó khăn đâu, chỉ là người ta không thật sự cố gắng. Thí dụ, nhìn một người phụ nữ xinh đẹp, điều gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy một người phụ nữ cho bạn cảm giác gì? Vừa nhìn thấy khuôn mặt là bạn nhìn thấy mọi thứ khác. Bạn hiểu tôi nói gì chứ? Cặp mắt chỉ nhìn một chút thôi thì tâm đã nhìn thấy những phần còn lại. Tại sao nhanh như thế? Đó là bởi vì bạn đã chìm đắm trong cơn lũ. Bạn kẹt trong sự suy nghĩ và trí tưởng tượng của bạn, giống như kẻ nô lệ đang bị một người khác điều khiển. Khi họ bảo ngồi, bạn phải ngồi. Khi họ bảo bạn đi, bạn phải đi. Bạn không thể trái lời họ, bởi vì bạn là nô lệ của họ. Bị nô lệ cho lục căn cũng vậy đó. Bất kể bạn cố gắng bao nhiêu, bạn dường như không thể dứt bỏ nó. Và nếu bạn trông đợi người khác dứt bỏ nó cho bạn, bạn chỉ tạo phiền phức cho mình. Cho nên, Đức Phật để chúng ta tự lựa chọn sự tu hành và thoát khổ. Chẳng hạn như Niết Bàn, Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Tại sao Đức Phật không diễn tả Niết Bàn một cách chi tiết hơn? Tại sao Ngài bảo chúng ta tu hành và tự mình chứng ngộ? Có người bâng khuâng, nếu Đức Phật thật sự biết rõ điều đó, họ lý luận, Ngài đã nói cho chúng ta biết, tại sao Ngài che giấu? Nghĩ như thế là sai. Chúng ta không thể nhận biết chân lý bằng cách này. Chúng ta phải tu tập, chúng ta phải huấn luyện để có thể chứng ngộ. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết cách phát triển trí huệ mà thôi. Ngài nói rằng chính chúng ta phải tu hành để đạt đến mục đích. Nhưng con đường mà Đức Phật giảng dạy đi ngược lại những thói quen của chúng ta. Thanh đạm, kiềm thúc, nhưng chúng ta không thích điều đó. Cho nên chúng ta nói, hãy chỉ cho chúng tôi, hãy chỉ cho chúng tôi đường đến Niết Bàn, để chúng tôi có thể đi đến đó một cách dễ dàng. Trí huệ cũng vậy. Đức Phật không thể chỉ cho chúng ta trí huệ. Nó không phải là một thứ có thể phân phát. Đức Phật có thể chỉ cách phát triển trí huệ, nhưng phát triển được bao nhiêu trí huệ thì còn tùy vào mỗi người, bởi vì phước báo và nghiệp quả của mỗi người khác nhau. Sự chứng ngộ vì thế có lúc nhanh, lúc chậm. Đức Phật và các đệ tử của Ngài đều tự mình tu hành. Nhưng dầu vậy, họ vẫn dựa trên sự hướng dẫn và khuyên bảo của vị Thầy trong quá trình tu tập. Khi nghe Pháp, có thể chúng ta muốn nghe cho đến khi không còn nghi ngờ. Nhưng sự nghi ngờ không bao giờ chấm dứt chỉ với việc nghe Pháp. Sự nghi ngờ không dứt bằng sự lắng nghe hay suy tư. Nghe Pháp thôi không đưa tới sự chứng ngộ. Tuy nhiên, nghe Pháp rất lợi ích. Vào thời Đức Phật, có người chứng ngộ và đạt tới đẳng cấp A-la-hán trong khi nghe thuyết Pháp. Nhưng những người này, đẳng cấp của họ vốn đã cao rồi. Họ vốn đã hiểu biết rất sâu, giống như một quả bóng. Khi quả bóng được bơm hơi, nó căng phồng lên. Không khí bên trong ép vào thành quả bóng, nhưng không có lỗ để nó thoát ra. Chỉ cần lấy kim chích thủng trái banh thì không khí lập tức tuôn ra ngoài. Tâm của những đệ tử được khai ngộ khi nghe Pháp thì cũng giống như quả bóng đó. Nó sẵn đã có cái sức ép này ở bên trong. Nó chỉ chưa thoát ra vì còn có những bức thành mỏng ngăn che chân lý. Khi họ nghe Pháp và nó gõ vào đúng chỗ thì trí huệ phát sinh, họ lập tức hiểu, lập tức xả bỏ và đắc đạo. Nó là vậy đó. Tâm thay đổi từ cách nhìn này đến cách nhìn khác. Bạn có thể cho rằng nó còn xa, hay có thể nói rằng nó rất gần.
Đây là điều mà chúng ta phải tự làm cho mình. Đức Phật chỉ có thể cho chúng ta phương pháp để phát triển trí huệ. Vậy thì tại sao sau khi nghe Pháp, chúng ta vẫn không thể liễu ngộ chân lý? Đó là bởi vì có một tấm màn ngăn che nó. Bạn có thể nói rằng chúng ta bị chìm đắm trong dục lạc, chìm đắm trong dòng sinh tử. Dục vọng nảy sinh theo thanh sắc, mùi vị, cảm xúc và tư tưởng. Đồng hóa với những thứ này, tâm bám chặt và bị kẹt vào dục lạc. Những hành giả biếng nhác thường không nhớ đến đạo Pháp. Thế nhưng khi bị rầy la, họ cứ nhớ mãi sự khiển trách đó. Họ có thể bị rầy la khi kỳ kiết hạ bắt đầu, và sau khi kỳ kiết hạ kết thúc, họ vẫn không quên chuyện đó. Chừng nào còn sống, họ vẫn không quên, nhất là khi sự khiển trách đó có tác động lớn đối với họ. Nhưng khi nói đến sự giảng dạy của Đức Phật, những việc như sự điều thân, kiềm thúc, tu tập chuyên cần, tại sao người ta không giữ mãi những điều này trong tâm? Tại sao họ cứ quên mãi? Cứ quan sát sự tu hành của chúng ta ở đây thì biết. Thí dụ, những giới luật như sau khi ăn, trong khi rửa y bát, đừng trò chuyện, ngay cả bấy nhiêu thôi mà người ta cũng không làm được. Mặc dù chúng ta biết rằng tán ngẫu không ích lợi gì, mà chỉ trói buộc chúng ta vào dục lạc ngũ trần, người ta vẫn thích nói. Không bao lâu họ bắt đầu bất đồng ý kiến, và cuối cùng thì tranh cãi và gây gổ. Điều này không có gì là phức tạp và khó hiểu cả, nó rất là cơ bản. Thế nhưng người ta có vẻ như không muốn cố gắng. Họ nói họ muốn được khai ngộ, nhưng họ muốn khai ngộ theo kiểu của họ. Họ không muốn tu tập và rèn luyện bản thân. Tất cả những giới luật tu hành đều là những phương tiện khéo léo để giúp hành giả thấu suốt và chứng đạo, nhưng người ta không chịu tuân thủ. Sự tu hành chân chánh hay sự tu hành thành tâm không nhất thiết có nghĩa là bạn phải hao tổn rất nhiều năng lượng. Chỉ bỏ ra chút nỗ lực trong tâm, phấn đấu một chút với những cảm xúc phát sinh, nhất là những cảm xúc nặng về dục lạc, chúng là kẻ thù của chúng ta. Nhưng hình như người ta không thể làm thế. Năm nào cũng vậy, càng gần đến cuối kỳ kiết hạ thì tình trạng càng trở nên tệ hại. Có người dường như hết muốn chịu nổi. Càng gần đến lúc cuối, họ lại càng giải đãi, phóng dật. Năm nào tôi cũng nói về điều này, nhưng họ vẫn không nhớ. Chúng tôi có đưa ra một số quy định, nhưng chưa tới một năm thì không ai chấp hành cả. Những cuộc trò chuyện vô bổ lại bắt đầu, sự tu hành khoái bộ. Thường là như vậy đó. Những người thật sự muốn tu hành nên suy ngẫm về kết quả bất lợi của những điều này. Khi chúng ta được thâu nhận vào hàng ngũ xuất gia, chúng ta sống giản dị. Thế nhưng có vài người đã hoàn tục để đi ra chiến trường, nơi súng đạn bay dèo dèo mỗi ngày. Họ thích như thế. Họ thật sự muốn đi lính. Họ không thấy nguy hiểm sao? Họ sẵn sàng chết vì bom đạn, nhưng không ai muốn chết để phát triển đức hạnh. Đó là bởi vì họ là những kẻ nô lệ, họ không nhìn thấy sự nguy hiểm. Thật là lạ, bạn nghĩ rằng họ có thể nhận ra điều đó, nhưng không. Nếu đến lúc đó mà họ vẫn chưa nhận thấy, thì họ thật là hết hy vọng. Họ quyết định ở lại trong guồng máy sinh tử luân hồi. Sự việc là như thế đó. Nếu bạn hỏi họ, tại sao anh sinh ra? Có lẽ họ sẽ không trả lời được, bởi vì họ không nhận ra điều đó. Họ chìm đắm trong thế giới của lục căn, lục trần, và chìm đắm trong sự trở thành tha va. Tha va là phạm vi sinh khởi, nơi sinh của chúng ta. Nói ngắn gọn, chúng ta sinh ra từ đâu? Tha va là điều kiện tiên quyết cho sự sinh khởi. Ở đâu có sự sinh khởi thì đó là tha va. Thí dụ, giả sử chúng ta có một vườn táo mà chúng ta rất thích, đó là một tha va cho chúng ta nếu chúng ta không dùng trí huệ để quán xét.
Tại sao thế? Giả sử vườn cây của chúng ta có 100 hay 1.000 cây táo, chừng nào chúng ta còn xem chúng là cây của chúng ta? Chúng ta sinh vào trong mỗi cây đó, sinh ra làm con sâu, trong một ý nghĩa nào đó, bởi cái tâm trở thành đã chui vào trong mỗi cây táo đó. Hay dầu cho thân thể con người của chúng ta vẫn còn đó trong căn nhà, nó vẫn như thể chúng ta đã gửi xúc tu vào mỗi cây đó. Làm sao chúng ta biết rằng đó là Thava? Nó là Thava, tức phạm vi sinh khởi, bởi vì chúng ta bám chặt vào cái ý tưởng rằng những cây đó là của riêng chúng ta. Nếu có người lấy rìu chặt một trong những cây này xuống, chúng ta ở trong nhà của mình sẽ chết với cái cây đó. Chúng ta sẽ nổi nóng và phải xử lý vấn đề. Có thể chúng ta sẽ cãi lộn với người đó. Sự cãi giả đó là sự sinh khởi. Phạm vi sinh khởi là cái cây mà chúng ta bám vào như thể nó thuộc về chúng ta. Chúng ta sinh ra ngay tại nơi mà chúng ta cho rằng nó là của chúng ta. Bất cứ thứ gì chúng ta bám víu vào, chúng ta sinh ra ở nơi đó, chúng ta hiện hữu ngay nơi đó. Chúng ta sinh ra ngay khi chúng ta biết. Đây là cái biết từ sự không biết. Chúng ta biết rằng có người vừa đốn một trong những cái cây của chúng ta, nhưng chúng ta không biết rằng những cái cây đó không thật sự là của chúng ta. Đây gọi là cái biết từ sự không biết. Và rồi chúng ta sinh vào cái Thava đó. Vata, bánh xe luân hồi vận chuyển như thế này. Người ta bám chặt vào Thava, họ lệ thuộc vào Thava. Nếu họ ưa thích Thava, đây là một sự sinh khởi. Và nếu họ đau khổ vì những thứ như thế, thì đây cũng là một sự sinh khởi. Chừng nào chúng ta không xả bỏ, chúng ta sẽ còn kẹt trong vòng luân hồi. Hãy suy ngẫm về điều này. Bất cứ thứ gì chúng ta bám víu vào như thể nó là chính chúng ta hay của chúng ta, đó là một phạm vi sinh khởi. Phải có một Thava, một phạm vi sinh khởi, trước khi sự sinh khởi có thể xảy ra. Do đó Đức Phật có nói: bất cứ thứ gì bạn có, đừng có nó. Hãy để nó ở đó, nhưng đừng làm cho nó trở thành của bạn. Bạn phải hiểu sự có và không có này, biết được bản chất của chúng, đừng quanh quẩn trong sự đau khổ. Nơi mà bạn sinh ra, bạn có muốn trở lại đó để được tái sinh không? Hãy suy ngẫm điều này. Càng gần đến cuối kỳ kiết hạ, chư tăng và thiền giả càng chuẩn bị để quay lại đời sống cũ và sinh ra ở đó. Thật đó, bạn cho rằng người ta thích sống trong bụng của một người khác sao? Thật khó chịu vô cùng. Thử nghĩ đi, chỉ ở trong chòi của bạn một ngày thôi, đóng hết các cửa ra vào và cửa sổ là bạn đã ngộp thở rồi. Nếu như phải nằm trong bụng một người nào 9-10 tháng thì sẽ ra sao? Người ta không nhìn thấy cái giá của nó. Bạn có muốn trở lại trong bào thai đó không? Bạn đang tiếc nuối điều gì thế? Đó là Thava, cội rễ là ở đó. Mọi thứ xoay quanh đó. Đức Phật bảo chúng ta quán chiếu điểm này. Người ta nghĩ đến nó nhưng vẫn không nhận thấy nó. Mọi người đều chuẩn bị để trở lại nơi đó nữa. Họ biết rằng ở trong đó rất khó chịu. Thế nhưng họ muốn đưa đầu vào đó, đặt cổ vào cái thòng lọng một lần nữa. Mặc dầu họ có thể biết rằng cái thòng lọng này rất là khó chịu, họ vẫn muốn đưa đầu vào đó. Tại sao họ không hiểu điều này chứ? Khi tôi nói những chuyện này, người ta sẽ nói: nếu đúng là như vậy thì mọi người sẽ phải cạo đầu đi tu cả. Và rồi thế giới này sẽ ra sao? Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể khiến cho mọi người đi tu, cho nên đừng lo. Tôi trở thành một sa di vào lúc 9 tuổi. Tôi bắt đầu tu hành từ lúc đó. Nhưng thời gian đó tôi không biết gì cả về điều này. Tôi chỉ hiểu khi tôi trở thành một tỳ kheo. Khi là tỳ kheo, tôi rất cảnh giác.
những thuốc vui sắc dục mà người đời mê đắm không có vẻ gì vui thú đối với tôi. Tôi nhìn thấy sự đau khổ trong đó, như nhìn thấy chất độc bên trong một món ăn thơm ngon. Bất kể nó ngọt ngào hay hấp dẫn đến chừng nào, tôi biết rằng nếu tôi ăn nó vào, tôi sẽ chết. Tôi luôn nghĩ như thế. Mỗi khi cảm thấy muốn ăn món đó, tôi nghĩ đến chất độc bên trong, và rồi tôi thu hồi sự ham muốn của mình. Tuy nhiên ở tuổi này, những thứ đó không thể cám dỗ tôi nữa. Có người không nhìn thấy chất độc, có người nhìn thấy nó nhưng vẫn muốn thử thời vận. Nhưng như họ nói, nếu bạn đã làm cho bàn tay mình bị thương thì đừng đụng vào chất độc. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc thử cho biết. Có một lần sau khi xuất gia khoảng 5-6 năm, tôi nghĩ đến Đức Phật. Ngài tu hành 5-6 năm và rồi đoạn tuyệt với đời sống thế tục. Nhưng tôi vẫn còn ưa thích nó và nghĩ đến việc quay trở lại. Đời sống thế tục có thể giúp tôi có thêm kinh nghiệm và kiến thức. Ngay cả Đức Phật cũng có một đứa con trai là La Hầu La mà. Có lẽ tôi quá khắt khe với mình. Tôi nghĩ đến việc này một thời gian, nhưng rồi tôi nhận ra, đúng hay lắm, tất cả đều tốt cả. Nhưng tôi chỉ sợ rằng vị Phật này sẽ lún sâu trong bùn, không giống như vị Phật trước. Và rồi tôi kháng cự những tư tưởng thế gian đó. Từ kỳ kiết hạ thứ 7 đến kỳ thứ 20, tôi thật sự đã đấu tranh rất nhiều. Thời gian này tôi có cảm tưởng như mình đã kiệt lực. Tôi đã vật lộn rất lâu. Những tăng sĩ và sa di trẻ tuổi vẫn còn rất nhiều nhuệ khí. Họ có thể đi ra ngoài để thử sức mình, nhưng trước khi làm thế, hãy suy nghĩ cẩn thận. Nói đến dục lạc, ngũ trần, thật không dễ gì buông bỏ. Rất khó nhận ra bản chất thật của nó. Chúng ta phải sử dụng những phương pháp tinh xảo. Hãy nghĩ đến những dục lạc như việc ăn thịt và nó mắc trong kẽ răng của bạn. Bạn phải tìm một cái tâm để khơi nó ra. Khi miếng thịt rớt ra, bạn cảm thấy nhẹ nhõm được một lát. Có thể bạn quyết định không ăn thịt nữa. Nhưng lần tới, khi nhìn thấy thịt, bạn không cưỡng nổi. Bạn ăn thêm một chút nữa, và nó lại mắc vào kẽ răng. Rồi bạn lại phải lấy nó ra và cảm thấy thoải mái một lần nữa, cho đến khi bạn ăn thịt lại. Áp lực tăng lên dần cho đến khi bạn cho nó ra bớt. Chỉ là vậy thôi. Tôi không thấy điều gì phức tạp cả. Những điều này tôi chẳng học hỏi từ một người nào khác. Chúng xảy đến với tôi trong quá trình tu hành. Tôi ngồi thiền và quán chiếu dục lạc như một cái tổ kiến. Một người đàn ông lấy cây gỗ chọc vào tổ kiến cho đến khi mấy con kiến chạy ra ngoài, bò lên cây gỗ và lên mặt ông ta, cắn vào mắt và tai của ông. Vậy mà ông vẫn không nhìn thấy tình cảnh khó khăn của mình. Giáo lý của Đức Phật có nói rằng, nếu chúng ta nhìn thấy sự nguy hiểm của một điều gì đó, bất kể nó có vẻ tốt đẹp như thế nào, chúng ta biết rằng nó có hại. Bất cứ điều gì mà chúng ta chưa nhìn thấy sự nguy hiểm của nó, chúng ta cứ nghĩ rằng nó tốt. Nếu chúng ta chưa nhìn thấy sự nguy hiểm của một thứ gì đó, chúng ta không thể thoát khỏi nó. Bạn có nhận thấy một điều là, bất kể một việc nào đó bẩn thỉu đến chừng nào, vẫn có người ưa thích nó. Việc này không sạch sẽ, nhưng bạn không phải trả tiền để người ta làm nó. Họ sẽ vui vẻ tình nguyện. Với những việc bẩn thỉu khác, người ta sẽ không làm dầu bạn có trả tiền. Nhưng việc bẩn thỉu này, họ sẽ hăng hái chấp thuận. Bạn không phải trả tiền cho họ. Công việc không sạch sẽ, nhưng tại sao người ta thích? Làm sao bạn có thể cho rằng con người là thông minh khi họ ứng xử theo kiểu này? Hãy nhìn mấy con chó ở quanh tu viện này. Có cả đàn ở đây. Chúng chạy quanh cắn xé nhau, có con bị cắn đến tàn tật, nhưng chỉ vài tháng sau là chúng lại đâu hoàng đó. Hễ có con chó nhỏ hơn mới đến là những con lớn lại đuổi cắn nó. Con chó đó kêu ẳng ẳng, kéo lê cái chân bị thương của nó. Nó chỉ là một con chó nhỏ thôi,
nhưng nó nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ có cơ hội. Rồi nó bị cắn tơi bời, và đó là tất cả những gì nó nhận được. Trong suốt mùa kiếm bạn tình, nó có thể chẳng có được một cơ may nào. Những con chó này chạy quanh và tru với nhau từng đàn. Tôi nghĩ chắc là chúng đang ca hát. Chúng nghĩ rằng chúng đang vui chơi, chúng đang ca hát, nhưng chúng không biết điều gì khiến chúng làm như thế. Chúng chỉ làm theo bản năng của mình một cách mù quáng. Hãy suy ngẫm về điều này. Nếu bạn thật sự muốn tu hành, bạn nên hiểu biết những cảm xúc của mình. Thí dụ, bạn nên gần gũi ai trong số những tỳ kheo, sa di hay người tại gia? Nếu bạn thân cận với người nói nhiều, họ sẽ ảnh hưởng bạn, khiến bạn cũng nói nhiều. Nội chuyện riêng của bạn thôi cũng đã nhiều rồi, nay lại cộng thêm vấn đề của họ nữa, chúng sẽ nổ tung mất. Người ta thích chơi với những người nói nhiều và nói những chuyện phù phiếm. Họ có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe những chuyện như thế. Nhưng khi nhắc đến việc nghe pháp và việc tu hành, thì họ chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Tôi vừa bắt đầu buổi thuyết giảng là họ buồn ngủ rồi. Họ không nhận được gì cả. Khi tôi nói đoạn cuối, thì mọi người mới tỉnh dậy và mở mắt ra. Như thế thì có ích lợi gì? Người tu hành chân chánh sẽ rời khỏi buổi thuyết pháp với một cảm giác thăng hoa và hăng say. Họ đã học được một điều gì đó. Hãy chọn lựa. Trong mỗi giây khắc, bạn đều đứng ở một ngã rẽ giữa con đường thế gian và con đường đạo. Bạn chọn con đường nào? Bạn có sự chọn lựa. Nếu bạn muốn được giải thoát, thời điểm là ở đây. Mọi thứ đều có hai mặt, và bạn phải nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Trong cuộc đời, chúng ta có hai sự chọn lựa: chìm đắm trong thế gian hay vượt lên trên thế gian. Đức Phật là một người đã có thể tự mình vượt lên trên thế gian, và vì thế Ngài đã đạt được sự giải phóng về tâm linh. Cùng thế ấy, có hai loại kiến thức thế gian và kiến thức tâm linh hay trí huệ chân chính. Nếu chúng ta chưa tu hành và rèn luyện chính mình, bất kể chúng ta có bao nhiêu kiến thức, nó vẫn là kiến thức của thế gian, và do đó không thể giải phóng chúng ta. Hãy nghĩ và nhìn cho kỹ. Đức Phật nói rằng các pháp của thế gian xoay chuyển thế gian, chạy theo thế gian, tâm bị vướng nơi thế gian, làm ô nhiễm chính nó. Dầu lui hay tới, nó chẳng bao giờ thỏa mãn. Người thế gian là những người luôn tìm kiếm một điều gì đó, nhưng không bao giờ thấy đủ. Kiến thức thế gian không khác gì sự ngu dốt, nó không phải là kiến thức với sự hiểu biết rõ ràng, cho nên nó không có chỗ dừng lại. Nó xoay dần chung quanh như mục đích thế gian. Đó là sự tích góp của cải, mong cầu danh lợi và dục lạc. Nó là một tấm màn ảo tưởng dày đặc mà chúng ta bị cột chặt vào. Một khi chúng ta đạt được một điều gì, sự ganh tị, lo lắng và ích kỷ phát sinh. Và khi chúng ta cảm thấy sợ hãi mà không thể đẩy lùi nó bằng sức người, chúng ta dùng đầu óc của mình để phát minh ra đủ thứ công cụ, ngay cả vũ khí và bom nguyên tử, chỉ để làm nổ tan xác những người khác. Tại sao lại phiền phức đến thế? Đây là con đường của thế gian. Đức Phật nói rằng nếu một người đi theo con đường này, họ sẽ đi mãi mà không tới khúc cuối. Hãy tu hành để giải thoát. Hẳn nhiên sống thuận với trí huệ chân chính không phải dễ, nhưng những ai thành tâm cầu đạo sẽ có thể bền tâm và nhẫn nại. Thiểu dục đi túc, ăn ít, ngủ ít, nói ít và sống có tiết độ. Bằng cách này, chúng ta có thể đoạn tuyệt với thế gian. Nếu hạt giống của thế gian chưa bị nhổ tận gốc rễ, chúng ta sẽ vẫn bị phiền toái và rối rắm mãi. Ngay cả khi bạn đã xuất gia, nó vẫn tiếp tục lôi kéo bạn. Nó tạo nên quan điểm của bạn, ý kiến của bạn. Nó tô điểm những ý tưởng của bạn. Nó là như thế đó. Chúng ta không nhận thấy điều này. Họ nói rằng họ sẽ hoàn tất những công việc của thế gian. Họ chỉ hy vọng thôi. Giống như một vị thủ tướng chính phủ mới nhậm chức,
nóng lòng muốn bắt đầu công việc quản lý của ông. Ông ta nghĩ rằng ông có tất cả những câu trả lời, nên ông vũ bỏ hết những chính sách cũ, nói rằng: "Xem đây, tôi sẽ làm tất cả một mình." Đó là tất cả những gì họ làm: mang thứ này vào và đem thứ kia ra, không bao giờ hoàn tất một điều gì cả. Họ không bao giờ thực sự thành tựu một điều gì. Bạn không thể nào làm một điều gì mà có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Người thì thích một ít, người thì thích rất nhiều. Có người thích ngắn, có kẻ thích dài, người thích mặn, kẻ thích cay. Muốn đem mọi người lại với nhau và đồng ý với nhau là một điều bất khả thi. Tất cả chúng ta đều muốn thành tựu một điều gì trong đời mình. Nhưng thế giới với tất cả sự phức tạp của nó khiến cho con người khó có thể thật sự thành tựu một điều gì. Ngay cả Đức Phật sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi và cao quý của một vị thái tử, vẫn không tìm thấy sự thành tựu nào trong đời sống thế gian. Cái bẫy của lục căn. Đức Phật nói về dục vọng và lục trần, sắc thanh hương vị xúc tâm pháp, sự ham muốn hạnh phúc, đau khổ, tốt xấu, vân vân, dẫy đầy khắp nơi. Sắc, có cảnh tượng nào có thể sánh được với cảnh tượng một phụ nữ? Không phải vậy sao? Một người đàn bà đẹp không làm cho bạn muốn nhìn sao? Một người với một thân hình hấp dẫn vừa đi ngang qua, bạn nhìn sững. Còn âm thanh thì sao? Không có âm thanh nào thu hút bạn hơn tiếng nói của người đàn bà. Nó xuyên thấu con tim của bạn. Mùi hương cũng vậy. Mùi nước hoa của người đàn bà quyến rũ hơn hết. Không có mùi hương nào khác có thể sánh được. Vì ngay cả món ăn ngon ngọt nhất cũng không thể so sánh với vị ngọt ngào của một người đàn bà. Xúc cảm cũng vậy. Khi bạn vuốt ve một người đàn bà, bạn choáng váng, say sưa và quay cuồng. Có một pháp sư thần thông quảng đại ở Taxila, tại nước Ấn Độ thuở xưa. Ông dạy cho một trong các môn đệ tất cả phép thuật và bùa chú của mình. Khi người đệ tử đó đã thông thạo, anh ra đi với một chỉ thị cuối cùng từ vị thầy của mình: "Ta dạy cho con tất cả những gì ta biết về thần chú và phép thuật. Những loài vật có nanh vuốt, những loài có sừng và ngay cả những con thú to lớn, con cũng không cần phải sợ. Con sẽ được bảo vệ từ những thứ này. Ta có thể bảo đảm điều đó. Tuy nhiên, chỉ có một điều ta không thể che chở cho con. Đó là sự quyến rũ của một người đàn bà. Không có thần chú nào có thể bảo vệ con khỏi điều này. Con phải tự chăm sóc cho mình." Đàn bà gây phiền phức cho đàn ông, đàn ông gây phiền phức cho đàn bà. Nó là vậy. Nếu đàn ông sống với nhau thì không có vấn đề. Nếu phụ nữ sống với nhau cũng không có vấn đề. Khi một người đàn ông nhìn thấy một người đàn bà, trái tim của anh ta đập loạn xạ. Cái gì vậy? Lực gì vậy? Nó lôi kéo và hút bạn vào. Không ai nhận ra cái giá mà họ phải trả. Những đối tượng của tâm nảy sinh từ lòng ham muốn, ham muốn của cải, ham muốn giàu có, hay tham đắm mãi một điều gì đó. Loại ham muốn này không thâm trầm và mãnh liệt lắm, nhưng cũng đủ để khiến cho bạn say sưa, ngây ngất. Tình dục thì khác. Khi nó trỗi dậy, bạn mất thăng bằng và không còn làm chủ được chính mình. Bạn quên luôn cả những người đã nuôi nấng bạn, cha mẹ của bạn. Đức Phật dạy rằng lục trần, đối tượng của lục căn, là những cạm bẫy của ma dương. Ma dương nên được hiểu như là một điều gì đó có hại cho chúng ta. Cạm bẫy đó trói buộc chúng ta, nó là cái bẫy của thợ săn, và thợ săn là ma dương. Khi thú rừng rơi vào cái bẫy của thợ săn, tình trạng của chúng rất đáng buồn. Chúng bị giữ chặt lại và phải đợi người thợ săn tới để giết chúng. Bạn có thấy cái bẫy chim bao giờ chưa? Cái bẫy bật mạnh lên và bóp thọp ngay cổ. Một cái lò xo tốt giữ chặt con chim lại. Nó bay tới bay lui nhưng không thể thoát khỏi nơi đó. Khi người thợ săn tới thế là xong, hết đường chọn lựa. Cạm bẫy của lục trần cũng vậy. Chúng nắm giữ chúng ta và trói chặt chúng ta lại. Nếu bạn dính mắc vào lục căn, bạn cũng giống như con cá bị mắc câu. Khi người thuyền chài tới, bạn có dùng dây cỡ nào cũng không thể thoát khỏi được. Thật ra bạn không bị bắt như kiểu con cá, mà giống kiểu con ếch hơn. Con ếch nuốt chửng cái lưỡi câu xuống sâu dưới bụng của nó. Con cá chỉ mắc câu nơi miệng. Bất cứ ai bám víu vào lục căn thì cũng như vậy.
Họ giống như một người say rượu mà gan đang bị hư hoại dần. Họ không biết khi nào họ uống đủ. Họ cứ uống, uống mãi một cách bừa bãi, và rồi họ mang bệnh và chịu đau đớn. Một người đàn ông đang đi trên đường và rất khát nước. Ông ngừng lại và hỏi xin một ly nước. Người cho nước nói: anh có thể uống nước này nếu muốn. Nước có mùi vị ngọt ngào, nhưng nếu uống nó vào, anh sẽ bị bệnh. Tôi phải nói cho anh biết trước, nó sẽ khiến anh bệnh nặng đến độ có thể chết được. Người đàn ông đó không nghe lời, ông ta khát nước quá rồi. Đây cũng giống như trường hợp một người thèm khát thú vui của lục căn. Đức Phật dạy rằng chúng là chất độc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm pháp là chất độc. Chúng là những cạm bẫy tai hại. Nhưng người đàn ông này không nghe. Tôi muốn uống nước, bất kể hậu quả là gì, cứ để tôi uống cái đã. Ông chế một chút nước và nuốt xuống. Thấy nó thơm ngon, ông uống thêm nữa, uống cho đến đã thèm mới thôi. Và rồi ông bị bệnh nặng gần chết. Ông đã không nghe lời khuyên răn và bị áp đảo bởi lòng ham muốn mãnh liệt. Đó là tình trạng của một người tham đắm dục lạc. Ông ta say sưa với sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm pháp. Chúng thơm ngon vô cùng. Con đường thế gian và sự giải thoát. Có người chết vì những dục vọng của họ. Có người thì gần ngất ngư. Bị mắc kẹt vào con đường thế gian là như thế đó. Trí huệ thế gian chạy theo các giác quan và những đối tượng của nó. Dầu trí huệ đó có tinh xảo bao nhiêu, nó chỉ tinh xảo ở mức độ thế gian. Bất kể những đối tượng của lục căn có hấp dẫn bao nhiêu, nó cũng chỉ hấp dẫn đối với quan điểm của thế gian. Nó không phải là niềm phúc lạc của sự giải thoát. Nó không giải phóng bạn khỏi thế gian. Chúng ta phải tu hành hầu có thể nhận biết trí huệ thật để tự mình buông bỏ mọi ràng buộc. Tu hành để thoát khỏi sự ràng buộc, quán xét thân thể, quán xét mọi thứ chung quanh bạn, cho đến khi bạn trở nên mệt mỏi và chán ngán tất cả những thứ đó. Và rồi bạn sẽ thản nhiên trước mọi việc. Tuy nhiên, sự thản nhiên không dễ dàng phát sinh. Chừng nào bạn còn chưa nhận biết rõ ràng, chúng ta đến đây xin xuất gia, chúng ta học hỏi, đọc kinh, tu tập, hành thiền. Chúng ta quyết tâm làm cho tâm mình kiên định. Nhưng điều này không dễ. Chúng ta quyết tâm thực hành một hành nào đó. Chẳng hạn, chúng ta nói rằng chúng ta sẽ tu tập theo cách này cách nọ. Nhưng chỉ một hai ngày, có lẽ chỉ vài ba giờ đồng hồ thôi, thì chúng ta quên hết. Rồi khi nhớ lại, chúng ta lại quyết tâm trở lại. Lần này tôi sẽ làm đúng. Không bao lâu, chúng ta lại bị một trong các giác quan của mình lôi kéo, và lòng dũng mãnh của chúng ta lại tan theo mây khói. Và rồi chúng ta lại bắt đầu từ đầu, và cứ như thế mãi. Giống như một con đê xây dựng, quyết tâm tu hành của chúng ta yếu ớt, chúng ta vẫn không nhìn thấy và theo đuổi con đường tu hành chân chánh. Và nó cứ như thế mãi cho đến khi chúng ta nhận ra trí huệ thật. Một khi nhận thấy chân lý, chúng ta mới được giải phóng hoàn toàn. Điều duy nhất còn lại là sự bình an. Tâm chúng ta không bình an bởi vì những thói quen cũ của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng những thứ này từ những hành động trong quá khứ, và rồi chúng đi theo chúng ta khắp nơi và quấy rầy chúng ta. Chúng ta tranh đấu và tìm đường lẩn tránh vì chúng ta bị chúng trói buộc và lôi kéo chúng ta theo chúng. Những thói quen này không quên đường cũ. Chúng bám vào những thứ quen thuộc để sử dụng, để say mê và để hưởng thụ. Đó là cách mà chúng ta sống. Bất kể bạn cố gắng bao nhiêu để giải phóng chính mình, bạn sẽ không thể xả bỏ cho đến khi bạn nhìn thấy giá trị của sự tự do và nỗi khổ của cảnh nô lệ. Thường thì bạn tu hành một cách mù quáng, nhẫn nại, trì giới, chỉ làm theo hình thức. Bạn không thật sự tu hành để được tự do hay giải thoát. Bạn phải nhìn thấy giá trị của sự xả bỏ những ham muốn của mình trước khi bạn có thể thật sự tu hành. Chỉ khi đó mới có sự tu hành chân chánh. Mọi thứ mà bạn làm phải được làm với sự tỉnh giác. Khi bạn nhìn thấy rõ ràng thì sự nhẫn nại hay ép buộc không còn cần thiết. Bạn còn thấy khó khăn và còn thấy nặng nề bởi vì bạn chưa nhận ra điểm này. Sự bình an phát sinh khi bạn làm việc với toàn thể thân và tâm của bạn. Bất cứ thứ gì chưa hoàn tất khiến bạn cảm thấy không thỏa mãn. Những thứ này cột trói bạn với cảm giác lo âu bất cứ bạn đi đến đâu. Bạn muốn hoàn tất mọi thứ,
nhưng hoàn tất mọi việc là điều không thể thực hiện được. Chẳng hạn như trường hợp của những thương gia thường đến đây để gặp tôi. Khi nào tôi thanh toán hết nợ nần và sắp xếp nhà cửa xong, họ nói tôi sẽ đến đây xuất gia. Họ nói như thế đó, nhưng họ có bao giờ sắp xếp hết mọi việc không? Khi nào mới hết? Họ vay tiền để trả món nợ này, rồi họ trả món tiền kia và bắt đầu lại nữa. Một thương gia nghĩ rằng khi trả hết nợ nần, ông sẽ hạnh phúc, nhưng biết bao giờ mới trả hết mọi thứ. Con đường của thế gian lừa gạt chúng ta như thế đó. Chúng ta cứ đi quanh quẩn mãi, không bao giờ nhận ra vấn đề của mình. Tu hành liên tục. Trong sự tu hành của chúng ta ở đây, chúng ta chỉ nhìn thẳng vào tâm. Mỗi khi thấy mình bắt đầu giải đãi, chúng ta quyết tâm mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi sau một hồi, chúng ta lại thả lỏng. Chúng ta bị tâm lôi kéo lung tung bằng cách đó. Nhưng những người có chánh niệm giữ chặt tâm lại và không ngừng củng cố chính họ, kéo họ trở lại, huấn luyện, tu tập và phát triển. Người không có chánh niệm làm hỏng tất cả. Họ cứ đi lạc hướng mãi. Họ không vững vàng và kiên định trong sự tu hành. Cho nên những dục lạc của thế gian liên tục lôi kéo họ. Có thứ kéo ở chỗ này, có thứ kéo ở chỗ kia. Họ cứ chạy theo những sự tưởng tượng và ham muốn của họ, không bao giờ đoạn tuyệt được với cái dòng lẫn quẩn này. Được xuất gia không phải dễ. Bạn phải có quyết tâm dũng mãnh. Bạn nên tin tưởng vào sự tu hành, tin tưởng đủ để tiếp tục tu hành cho đến khi bạn chán ngấy những cái thích và không thích của bạn, và rồi nhìn thấy sự việc đúng với chân lý. Thường thường bạn chỉ không hài lòng với những cái bạn không thích. Nếu bạn thích một thứ gì, bạn không muốn buông bỏ nó. Bạn phải trở nên chán ngấy với những cái không thích và những cái thích của bạn, với sự đau khổ và sung sướng của bạn. Cốt tủy của Phật Pháp là đây. Giáo Pháp của Đức Phật thâm sâu và tinh tế, không dễ hiểu đâu. Nếu trí huệ chân chánh chưa phát sinh, bạn không thể nhận ra nó. Khi bạn hạnh phúc, bạn nghĩ rằng đời chỉ có hạnh phúc mà thôi. Khi bạn đau khổ, bạn cho rằng đời sống toàn là đau khổ. Bạn không nhận ra rằng hễ có lớn thì có nhỏ, hễ có nhỏ thì có lớn. Bạn không nhận ra điều này, bạn chỉ nhìn thấy một mặt. Mọi thứ đều có hai mặt, và bạn có nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Khi hạnh phúc đến, bạn không quên sự khổ, bởi vì bạn biết rằng chúng phụ thuộc vào nhau. Cùng thế ấy, thức ăn có lợi cho tất cả muôn loài để nuôi dưỡng thân thể, nhưng thức ăn cũng có thể có hại. Chẳng hạn, nó có thể gây ra nhiều chứng đau dạ dày khác nhau. Khi bạn nhìn thấy lợi điểm của một thứ gì, bạn phải đồng thời nhận biết yếu điểm của nó, và ngược lại. Khi bạn cảm thấy thù hận và ganh ghét, bạn nên thiền quán về tình thương và sự cảm thông. Bằng cách này, bạn trở nên quân bình hơn và tâm của bạn trở nên an định hơn. Lá cờ rỗng không. Tôi có đọc một cuốn sách Zen. Trong Zen, người ta ít khi giải thích khi dạy dỗ học trò. Chẳng hạn, nếu một vị tăng ngủ gục trong khi thiền, họ đến gần dùng một cái gậy quất vào lưng anh ta. Khi người thiền sinh buồn ngủ bị đánh, anh ta bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách cảm ơn người đó. Thiền sinh Zen được dạy phải biết ơn đối với mọi cảm giác, cho anh ta cơ hội để phát triển. Một hôm, chư tăng tập trung trong một buổi họp. Bên ngoài phòng họp có một lá cờ đang bay phất phơ trong gió. Một cuộc tranh luận nảy sinh giữa hai vị tăng về cái lý do mà lá cờ bay. Một người cho rằng lá cờ bay vì gió, người kia cãi lại nói rằng lá cờ tự nó bay. Rồi họ cãi nhau mãi, và có lẽ sẽ cãi nhau đến chết nếu vị thầy không can thiệp. Cả hai người không ai đúng cả. Vì thầy nói, không có lá cờ mà cũng không có gió. Đây là sự tu hành, không có bất cứ thứ gì cả, không có lá cờ và không có gió. Nếu có lá cờ thì có gió, nếu có gió thì có lá cờ. Bạn nên suy ngẫm và thiền quán về điều này cho thật thấu đáo, cho đến khi bạn nhìn thấy đúng với chân lý. Nếu bạn suy ngẫm kỹ thì không có gì còn lại cả, tất cả đều trống không. Không có lá cờ và không có gió. Trong cái không to lớn, không có lá cờ và không có gió, không có sự sinh, không có sự già nua, không có bệnh hoạn hay sự chết. Sự hiểu biết thường tình của chúng ta về lá cờ và ngọn gió chỉ là một quan niệm.
Trong thực tế, không có gì ở đó cả, chỉ vậy thôi. Nếu chúng ta tu hành theo cách này, chúng ta sẽ nhận ra tính toàn thể và tất cả mọi vấn đề của chúng ta sẽ chấm dứt. Trong cái không to lớn, tử thần sẽ không bao giờ tìm thấy bạn. Không có gì để sự già nua, bệnh hoạn và sự chết đi theo. Khi chúng ta nhìn thấy và hiểu biết đúng với chân lý, nghĩa là có chánh kiến, thì chỉ có cái không to lớn này mà thôi. Ở đây không còn có chúng ta, không có họ, không còn tự ngã nữa. Khu rừng của lục căn. Thế giới với những con đường bất tận của nó cứ đi mãi không ngừng. Nếu chúng ta cố hiểu tất cả, nó chỉ khiến cho chúng ta hoang mang và rối loạn mà thôi. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu thế giới thật rõ ràng, trí huệ chân chánh sẽ phát sinh. Đức Phật là người đã thấu hiểu những con đường của thế gian. Ngài có thể ảnh hưởng và dẫn dắt bởi Ngài có trí huệ rộng lớn về thế gian. Bằng cách quán chuyển trí huệ thế gian của Ngài, Ngài thấu suốt và đạt được trí huệ vượt thế gian, khiến Ngài trở thành một chúng sinh rất cao đẳng. Cho nên, nếu chúng ta tu tập giáo lý này, quán chiếu nó, chúng ta sẽ đạt đến một đẳng cấp tâm thức hoàn toàn mới. Khi chúng ta nhìn một vật gì, không thấy có vật đó. Khi chúng ta nghe một âm thanh, không thấy có âm thanh. Khi ngửi, chúng ta có thể nói rằng không có mùi. Tất cả lục căn đều hiện hành, nhưng chúng đều tạm bợ. Chúng chỉ là những cảm giác sinh rồi diệt mà thôi. Nếu chúng ta hiểu như thế, thì lục căn không còn có thực chất. Chúng chỉ là những cảm giác đến rồi đi. Sự thật thì không có thứ gì cả. Nếu không có một thứ gì cả, thì không có chúng ta và họ. Nếu không có chúng ta, thì không có thứ gì thuộc về chúng ta. Chỉ bằng cách này, sự khổ mới bị dập tắt. Không có ai để chịu khổ, nên ai là người đau khổ? Khi đau khổ phát sinh, chúng ta dính mắc vào sự đau khổ và vì thế phải chịu đau khổ. Cũng vậy, khi hạnh phúc đến, chúng ta dính mắc vào sự hạnh phúc rồi cảm thấy khoái lạc. Sự dính mắc vào những cảm xúc này tạo ra cái quan niệm về tự ngã hay bản ngã. Và những tư tưởng như chúng ta và họ tiếp tục hiện hành. Đây là nơi mọi thứ sinh khởi và rồi nó mang chúng ta đi quanh mãi trong cái dòng bất tận của nó. Cho nên, chúng ta hành thiền và sống hợp với chánh pháp. Chúng ta rời bỏ gia đình để đến sống trong rừng và để được bình an. Chúng ta trốn chạy không phải vì sợ hay để thoát ly thế gian, nhưng để có thể phấn đấu với chính mình. Tuy nhiên, người ta đến sống trong rừng rồi gắn bó với đời sống nơi đó, giống như những người thành thị gắn bó với đời sống thành thị. Họ lạc hướng trong rừng và họ lạc hướng nơi thành thị. Đức Phật ca tụng đời sống trong rừng bởi vì sự tĩnh mịch tinh thần và thể xác có lợi cho sự tu hành. Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta gắn bó vào đời sống trong rừng hay bị dính mắc vào sự yên tĩnh và bình an nơi đó. Chúng ta tu hành là để trí huệ phát sinh. Nơi đây, trong rừng, chúng ta có thể trưởng dưỡng hạt giống trí huệ. Nếu cuộc sống rối rắm và hỗn loạn, những hạt giống này khó có thể lớn mạnh. Nhưng một khi chúng ta đã quen sống trong rừng, chúng ta có thể trở ra ngoài để phấn đấu với đời sống thành thị cùng với những kích thích giác quan mà nó mang đến. Tập sống trong rừng là cho phép trí huệ phát triển và rồi chúng ta có thể áp dụng trí huệ này ở bất cứ nơi nào chúng ta đi đến. Khi lục căn bị kích thích, chúng trở nên kích động và trở thành những địch thủ của chúng ta. Chúng chống lại chúng ta bởi vì chúng ta vẫn chưa có trí huệ để đối phó với chúng. Trong thực tế, chúng là những vị thầy của chúng ta, nhưng vì vô minh nên chúng ta không nhận ra điều đó. Khi sống nơi thành thị, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng lục căn có thể dạy dỗ chúng ta điều gì. Chừng nào trí huệ chân chánh chưa hiện hành, chúng ta tiếp tục nhìn thấy lục căn và lục trần là những kẻ thù. Một khi trí huệ thật phát sinh, chúng không còn là kẻ thù của chúng ta nữa, mà là cánh cửa dẫn đến sự chứng ngộ. Hãy nhìn mấy con gà rừng ở đây. Ai cũng biết chúng sợ con người đến chừng nào, nhưng tôi đã có thể dạy dỗ chúng và học hỏi từ chúng. Tôi bắt đầu bằng cách ném gạo cho chúng ăn. Mới đầu chúng rất sợ và không dám đến gần. Sau một thời gian, chúng quen dần và bắt đầu trông đợi thức ăn. Thấy không? Có một điều gì đó để học ở đây. Mới đầu chúng tưởng rằng gạo là nguy hiểm, là kẻ thù. Trên thực tế, gạo không nguy hại gì cả. Nhưng chúng không biết rằng gạo là thức ăn, nên sợ hãi. Khi chúng tự mình nhận biết rằng không có gì để sợ, chúng mới đến gần để ăn.
Gà học một cách tự nhiên như thế. Sống nơi đây trong rừng, chúng ta cũng học bằng cách đó. Lúc đầu chúng ta cho rằng lục căn là một vấn đề, và bởi vì chúng ta không sử dụng chúng đúng cách, chúng gây rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Qua kinh nghiệm tu hành, chúng ta tập nhìn chúng phù hợp với chân lý. Chúng ta tập sử dụng chúng như mấy con gà quan sát gạo, rồi chúng không còn chống lại chúng ta, và vấn đề biến mất. Chừng nào chúng ta suy nghĩ, khảo sát và hiểu biết sai lạc, những thứ này sẽ chống lại chúng ta. Nhưng chừng nào chúng ta bắt đầu khảo sát đúng cách, kinh nghiệm sẽ mang đến cho chúng ta trí huệ và sự hiểu biết rõ ràng. Mấy con gà đã nhận biết được rằng gạo là thức ăn, và trong một ý nghĩ nào đó, chúng ta có thể nói rằng chúng tu tập thiền minh sát, chúng nhận biết đúng với sự thật, chúng đã chứng ngộ. Trong sự tu hành, lục căn của chúng ta là những công cụ mà nếu được sử dụng đúng đắn, có thể giúp chúng ta chứng đắc. Đây là một thứ mà tất cả thiền sinh nên quán chiếu. Khi chúng ta không nhận ra điều này, chúng ta vẫn còn xung đột mãi. Cho nên, khi sống trong sự tĩnh mịch của rừng núi, chúng ta tiếp tục dung bồi những cảm giác tinh tế và chuẩn bị cho hành trình phát triển trí huệ. Nhưng nếu bạn đạt được đôi chút bình an từ đời sống nơi đây, đừng nghĩ rằng thế là đủ, đừng chấp nhận bấy nhiêu thôi. Hãy nhớ rằng chúng ta đến đây là để phát triển hạt giống trí huệ. Khi trí huệ phát triển và chúng ta bắt đầu hiểu biết đúng với chân lý, chúng ta sẽ không còn bị lôi kéo lên xuống nữa. Thường thường khi vui vẻ, chúng ta cư xử một cách, khi bực bội, chúng ta cư xử một cách khác. Khi chúng ta thích một điều gì đó, thì chúng ta phấn khởi, khi không thích một điều gì đó, chúng ta chán nản. Như thế này, chúng ta vẫn còn xung đột với những kẻ thù. Khi những điều này không còn chống lại chúng ta, chúng trở nên ổn định và quân bình. Sự thăng trầm hay vui buồn không tồn tại nữa. Chúng ta hiểu rõ những việc này, biết rằng nó chỉ là vậy mà thôi. Chúng chỉ là thế gian pháp. Các pháp thế gian thay đổi để trở thành đạo pháp. Pháp thế gian có 8 lối, đạo pháp cũng có 8 lối. Nơi nào có pháp thế gian, nơi đó đạo pháp cũng tồn tại. Khi chúng ta sống với sự sáng suốt, tất cả những kinh nghiệm thế gian của chúng ta trở thành sự tu hành bát chánh đạo. Không có sự sáng suốt, các pháp thế gian lấn át và chúng ta rời xa đạo. Khi chánh kiến phát sinh, sự thoát khổ nằm ngay đây trước mắt chúng ta. Bạn sẽ không tìm thấy sự giải thoát bằng cách chạy lòng vòng tìm kiếm ở những nơi khác. Cho nên đừng hấp tấp và cố thúc đẩy hay cưỡng ép sự tu hành của bạn. Hành thiền nhẹ nhàng và kiên trì từng bước một. Nếu bạn cảm thấy bình an, chấp nhận nó. Nếu bạn không thấy bình an, chấp nhận điều đó luôn. Đó là bản chất của đầu óc. Chúng ta phải tìm con đường tu hành của riêng mình và theo đuổi nó đến cùng. Có thể trí huệ không phát sinh. Tôi thường nghĩ nếu tôi không có trí huệ, tôi có thể ép buộc mình có nó. Nhưng điều đó chẳng lợi ích gì, không thay đổi một thứ gì cả. Rồi sau khi suy gẫm một thời gian, tôi nhận ra rằng chúng ta không thể quán chiếu những thứ chúng ta không có. Thế nên điều tốt nhất để làm là gì? Cứ tu hành một cách thư thái. Nếu không có gì khi chúng ta lo lắng, thì không có gì để sửa chữa. Nếu không có vấn đề, chúng ta không cần phải cố gắng giải quyết nó. Khi có vấn đề, đó là khi bạn phải giải quyết nó ngay tại đó. Không cần phải đi quanh tìm kiếm một điều gì đặc biệt, cứ việc sống bình thường, nhưng nhận biết tâm bạn ở đâu. Sống một cách tỉnh thức và hiểu biết rõ ràng. Hãy để trí huệ dẫn dắt bạn, đừng buông thả theo cảm xúc, hãy tỉnh giác. Nếu không có gì thì tốt, khi có điều gì phát sinh, hãy xem xét và quán chiếu nó. Đến tỉnh giác. Thử quan sát một con nhện. Một con nhện giăng lưới ở nơi thuận tiện và rồi ngồi kiểm kê giữa cái lưới của nó, yên lặng. Không bao lâu sau, một con ruồi bay ngang qua và sa vào lưới. Con ruồi vừa chạm vào và động đậy cái lưới, bóp. Con nhện nhảy lên và cuốn con ruồi vào trong những sợi chỉ tơ. Nó kích con ruồi ở một chỗ khác, rồi quay trở lại để ngồi điềm tĩnh tại trung tâm của cái mạng nhện. Quan sát một con nhện như thế có thể phát sinh trí huệ. Lục căn của chúng ta có tâm nằm ở giữa và chung quanh là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể. Khi một trong lục căn của chúng ta bị kích động, chẳng hạn một hình dáng đập vào mắt, nó rung chuyển và động tới tâm.
Tâm là cái biết, cái nhận biết hình sắc, chỉ bấy nhiêu đã đủ để trí huệ phát sinh. Giản dị như thế thôi. Giống như con nhện trong lưới, chúng ta nên sống yên lặng và ít giao tiếp. Khi côn trùng vừa chạm vào lưới, nhện nhanh chóng chụp lấy nó, cột nó lại, và rồi quay trở lại trung tâm của mạng lưới. Điều này không khác gì tâm của chúng ta. Đến trung tâm có nghĩa là sống tỉnh thức với sự hiểu biết rõ ràng, luôn cảnh giác và làm mọi việc một cách chính xác. Đây là trung tâm của chúng ta. Chúng ta đâu có gì nhiều để làm, chúng ta chỉ việc sống thận trọng theo cách này. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sống buông thả, rồi suy nghĩ cần gì phải ngồi thiền và đi kinh hành, và rồi quên hết sự tu hành của chúng ta. Chúng ta không thể buông thả, chúng ta phải luôn tỉnh giác, giống như con nhện ngồi chờ để chụp lấy mấy con côn trùng làm thức ăn. Đây là tất cả những gì chúng ta cần biết, ngồi và quán tưởng về con nhện đó. Chỉ bấy nhiêu thôi, rồi trí huệ sẽ tự phát sinh. Chỉ bấy nhiêu thôi, và sự tu hành của chúng ta kể như là đầy đủ. Điểm này rất quan trọng, chúng ta không cần phải ngồi thiền và đi kinh hành suốt ngày đêm. Nếu chúng ta cho rằng như thế mới là tu hành, chúng ta thật sự đã khiến cho nó quá khó khăn cho chúng ta. Chúng ta chỉ nên làm những gì chúng ta có thể làm, phù hợp với sức khỏe và năng lực của mình, sử dụng những khả năng vật chất một cách vừa phải. Chúng ta phải biết rằng tâm và các giác quan rõ ràng, nhận biết chúng đến và đi như thế nào, sinh và diệt như thế nào, hiểu cho thấu đáo. Chúng ta cũng có thể nói rằng giống như con nhện trói chặt những con côn trùng khác nhau, tâm trói buộc các giác quan với sự vô thường, khổ và vô ngã. Chúng có thể đi đâu được? Chúng ta giữ chúng làm thức ăn. Những thứ này được cất giữ làm thức ăn cho chúng ta, thế là đủ, không cần phải làm gì hơn, chỉ bấy nhiêu thôi. Đây là thực phẩm cho tâm của chúng ta, thực phẩm cho kẻ có sự tỉnh thức và hiểu biết. Nếu bạn biết rằng những thứ này là vô thường, rằng chúng đi liền với sự khổ và rằng chúng không phải là bạn, bạn có là điên rồ mới chạy theo chúng. Nếu bạn không nhận thấy điều này rõ ràng, bạn sẽ đau khổ. Khi bạn nhìn kỹ và nhận thấy chúng thật sự là vô thường, dầu rằng chúng có vẻ hấp dẫn, chúng thật sự không đáng cho bạn theo đuổi. Tại sao bạn muốn chúng khi bản chất của chúng là đau khổ? Chúng không phải là chúng ta. Chúng không có tự ngã. Chúng không có gì trong đó thuộc về chúng ta. Vậy thì tại sao bạn đuổi theo chúng? Tất cả mọi vấn đề chấm dứt tại đây. Còn nơi nào khác để bạn dứt điểm với chúng không? Hãy nhìn con nhện cho kỹ và nhìn lại chính mình. Bạn sẽ thấy nó giống nhau. Khi bạn đã nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã, tâm xả bỏ và giải phóng chính mình, nó không còn dính mắc vào sự đau khổ hay hạnh phúc. Đây là thức ăn cho tâm của người thật sự tu hành và rèn luyện. Chỉ giản dị như vậy thôi. Bạn không cần phải tìm kiếm một nơi nào khác. Bất kể bạn đang làm gì, bạn ở đó, không cần phải ôm sờm và rầy rà quá để làm gì. Bằng cách này, cường độ và năng lực tu hành của bạn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thoát ly sinh tử. Cường độ của sự tu hành dẫn đến sự giải thoát sinh tử. Chúng ta chưa thoát khỏi đó bởi vì chúng ta vẫn còn tham muốn. Chúng ta không làm những việc ác hay trái đạo đức, nhưng tất cả những điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta sống phù hợp với giới luật. Chẳng hạn, có một bài kinh tụng mà trong đó người ta cầu nguyện để tất cả chúng sinh không bị xa lìa những điều họ ưa thích. Nếu bạn suy ngẫm một chút, sẽ thấy điều này thật trẻ con. Đó là đường lối của những người vẫn chưa thể xả bỏ. Con người là như thế. Họ cứ muốn sự việc khác với bản chất của nó, muốn sống lâu, muốn không bệnh hoạn. Họ kỳ vọng như thế. Cho nên khi bạn nói với họ rằng những ham muốn không được thỏa mãn của họ đã khiến cho họ đau khổ, họ sẽ giật mình sửng sốt. Nhưng họ phải nói gì đây? Không nói được gì cả, bởi vì đó là sự thật. Bạn đang chỉ vào những ham muốn của họ. Ai cũng có những ham muốn và đều muốn được thỏa mãn. Không ai chịu ngừng lại, không ai thật sự muốn thoát ly. Cho nên sự tu hành của chúng ta phải được tinh luyện một cách nhẫn nại.
Những ai tu hành tinh cần, không chểnh mảng hay trệch hướng, có phong cách kiềm thúc và nhẹ nhàng, luôn kiên định và đều đặn, đó là những người sẽ biết bất kể điều gì phát sinh, họ vẫn bình an và không lay động.